4:50 sáng ngày 27 tháng 4 năm 2023, mình đang trên đường tới sân bay Nội Bài. Chuyến đi của mình khởi hành lúc 6:15 tới Buôn Ma Thuột. Vì đi khá là sớm nên là mẹ mình đã đưa mình tới sân bay. Thank you mom. Để mà nói thì đây thực sự là một chiếc solo trip đầu tiên trong cuộc đời mình. Lần đầu mình được thử đi du lịch, đi máy bay xa mà không hề có ai bên cạnh. Khá là lo lắng, hồi hộp, nhưng mà mình rất là háo hức và mình mong mọi người sẽ cùng được trải nghiệm sự mới mẻ này với mình nhé. Let's go! Tính ra mình chỉ có solo lúc đi thôi, còn vào đến đây thì đã được bạn bè đón đi chơi, không hề bị cô đơn tí nào. Lâu lắm rồi mới đi cùng nhau từ cái lần đi chụp ảnh. Địa điểm đầu tiên mà mình muốn dẫn mọi người theo cùng đó là Aru House. Đây là một quán cà phê được biết đến với cái tên nhà sàn của người Ede. Nó mang đậm chất văn hóa vùng Tây Nguyên. Theo như mình tìm hiểu thì Aru trước đây chính là nơi ở của rất nhiều thế hệ người dân tộc. Đó là lý do vì sao kiến trúc nhà vẫn được giữ gần như nguyên bản với vật liệu gỗ là chủ đạo. Nếu như có dịp đến Aru, mọi người nhất định phải thử nước mát. Đó là cái ly hồng hồng mình đang quay này. Trời ơi, nó ngon xỉu ý. Thề luôn á. Uống nước, chụp ảnh xong xuôi thì bọn mình có ghé thử souvenir shop của Aru. Ở đây có bán rất là nhiều đồ xinh và mình cũng mua một ít móc khóa mang về làm quà. One hour later. Oh, Hello Kitty được đấy. Chưa được hả? Hi. Để đặt lên đạn đã rồi gắn vào sau. Vật chỉ to quá nhỉ, chắc phải to nhỏ Ừ, trên kẽ đi. Một con bên này. Tao nhìn người tạo hết. Nóng. Sau một hồi lựa chọn Zbiz 7749 lần thì mình đã chốt đơn với một em crop để platform và đây là thành quả của chúng ta. Xinh chưa? Ta-da! Cả buổi chiều nay thì ba bọn mình không có đi chơi đâu cả mà chỉ ở trong nhà ngủ. Thời tiết bên ngoài thì khá là nóng và mình có hơi mệt sau chuyến bay. Đến buổi tối thì cả ba đứa đều lười và bọn mình đã quyết định ăn một cái quán Hàn gần nhà. Đây là Kim Nana Food. Giờ xin mời mọi người cùng ăn với bọn mình nhé. Chào mừng Kesimita. Chào mừng mọi người đã đến ngày thứ hai ở Buôn Ma Thuột của mình. Không biết mọi người có đang nhìn thấy thứ mà mình quay không? Đó chính là bươm bướm đấy. Siêu siêu nhiều bươm bướm luôn. Mình nghe nói đây cũng đang là mùa của loài côn trùng này. Vậy giờ phải gọi Buôn Ma Thuột là thành phố bươm bướm thay vì thành phố cà phê chứ nhỉ? Cũng thật tình cờ là sáng nay mình đã được đến một nơi có cả hai thứ này. Đó chính là làng cà phê Trung Nguyên, đường 163 Lý Thái Tổ. Giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem nơi này có gì hay ho nhé. Tiếp nối series những địa điểm không thể không đi khi tới Buôn Ma Thuột thì chiều nay ba đứa mình đã book một tour đi thác. Bọn mình cũng vừa mới đặt chân đến nơi thôi và đây là thác đầu tiên mà bọn mình sẽ ghé thăm, thác Drainu. Vì là book tour nên chúng mình còn có một anh hướng dẫn viên theo kèm nữa. Anh ấy đang đi đỗ xe. Giờ thì ta tiến vào trong mua vé rồi đi khám phá thác thôi. Thank you.
used to have each other's playlists. No, no, used to be each other's best friends. Yeah, and now we go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. Để sang được con thác thứ hai thì còn cần đi bộ một đoạn khá là xa nữa. Thế nên mình và Hun đã quyết định nghỉ chân ăn kem lấy sức. Sống chết có số sao đâu, đi đi. Đi đi. Tắt đi nhá, hay cứ để đấy cho phóng sự, không cãi cho phóng sự thực tế. Đi đi. Some people. Yeah, Hà Lý đã vượt qua nỗi sợ. Đi catwalk đây xem nào. Chân rất là dài luôn, 0.5. Ở lâu quá đây. Gì vậy? Trời ơi. Anh rảnh quá. Đây là cây hạt điều à anh? Đúng rồi. Cái này là cây điều mà mấy đứa hay ăn hạt điều đây nè. Đây, chở nó nè. Dạ. Đấy. Hóa ra là vậy. Thật là thú vị. Là thú vị không? Khi người ta thu hoạch đó thì người ta sẽ thu hoạch cái hạt này thôi. Vâng. Cái này thì người ta vứt. À. Rồi sau đó người ta sẽ phơi nắng. Hay phơi, là... sấy vâng. Xong rồi người ta tách cái hạt này ra thì trong nó có nhân là cái hạt điều mềm ăn. Vâng. Đấy. Đi qua nốt đoạn cầu này thôi là tới con thác thứ hai rồi. Giá vé cho con thác thứ hai này thì đắt hơn một chút là 80.000 một người. Ngay dưới chân mình đây là dòng sông Serebok, gắn liền với một truyền thuyết nổi tiếng. Ngày xưa có một cặp nam nữ yêu nhau sâu đậm nhưng bị gia đình cấm cản chia rẽ. Vì quá đau buồn nên họ đã gieo mình xuống dòng sông để nguyện bên nhau suốt đời. Kể từ đó, sông Serebok được chia thành hai nhánh, nhánh cái và nhánh đực. Dòng chảy của nhánh cái tạo thành thác Drainu, dòng chảy của nhánh đực chính là thác Drainsap mà mình đang đi đây. Đã 4 giờ 25 chiều rồi và bọn mình đang trên xe trở về trung tâm thành phố. Một loại thức uống vừa rẻ vừa ngon mà mình rất là mê khi ở Buôn Ma Thuột đó chính là nước mía sầu riêng. Nó còn có cả trân châu ở bên trong nữa. Về thành phố cái là bọn mình phải đi uống liền này. Wow, ngon quá. Cái nào là chanh leo ạ? Dạ, chanh leo là cái này ạ. Còn đây là nước mía sầu riêng. Chia, cắn ly. Chia. Đó. Vèo cái đã là ngày thứ 3 mình ở Buôn Ma Thuột rồi. Lịch trình hôm nay thì cũng khá nhẹ nhàng vì bọn mình chỉ đi chơi dạo quanh thành phố và đi ăn thôi. Mình và Hun thì chụp ảnh bên ngoài bảo tàng cà phê chứ không vào trong tham quan. Cùng xem quá trình bọn mình thực hiện buổi photoshoot này và thành quả của nó ra sao nhé. Xong xuôi thì giờ chúng mình đi bộ ra chỗ ăn. Món bọn mình sẽ khám phá hôm nay là bánh ướt 45 ở gần đường Lê Lợi. Mình sẽ để địa chỉ ở đây cho mọi người tham khảo nhé. Bánh ướt bưng ra thì sẽ được trồng dĩa thành hàng trên khay như này, ăn kèm với cả thịt nướng, dưa chua, xoài. Mọi người có thể chọn mắm nêm hoặc mắm thường để chấm.
Những ngày tiếp theo của chuyến đi bắt đầu từ 30 tháng 4, mình đã rời Buôn Ma Thuột để đến huyện E Hờ Leo, nhà của bạn mình. Đây có lẽ là điểm dừng chân đặc biệt nhất trong cả hành trình mình đi, vì nó là nơi ở mới của những người bạn mình vô cùng trân trọng, cũng chính là lý do đã đưa mình ghé thăm vùng đất Tây Nguyên màu mỡ này. Ngẫm kỹ lại thì sẽ chẳng bao giờ mình tưởng tượng ra được rằng có ngày mình đi du lịch ở Buôn Ma Thuột hay E Hờ Leo nếu như hai người bạn thân thiết của mình không chuyển về đây sống. Cũng nhờ vậy mà mình đã có rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp để chia sẻ với mọi người đấy. Giờ hãy cùng xem cuộc sống ở E Hờ Leo của mình diễn ra như nào nhé. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself like too much. Cause I think that I've been falling ever since that day out in the park. And I don't know if this is love, but maybe this could be the start. Wondering if you'll feel the same. Wondering if my heart's okay. I don't know if this is love, but just a phase. Bạn đang làm gì đấy ạ? Mình đang đập đá bạn ạ. Đập đá. Bỏ thành phố đi về quê đập đá. Con đường xưa. Con đường lầm lỗi. Đây là đá gì mọi người? Hãy giới thiệu mọi người. Đá Himalaya. Đá muối. Đá muối hồng. Hôm nay con mưa không lẽ để đuổi của mày nhỉ? Mèo. Con mình. Úi giời ơi. Thôi mình đi đi. Just for 1 second. Don't do anything. Don't do. Do not do. Stop. Stop learning to show it off. Stop posting. Stop taking pictures for them. Stop talking. Can't you just let it happen? Can't I just let it sit in for a second? Without a need to be explained. Stop processing. Stop making goals that you achieve while still feeling that shitty despair in your chest. Stop waking up thinking you deserve anything. Sit still in gratitude. Take a fucking breath and feel your lungs hold on to a gift that people wish to hold for infinity. Life. You have that. So where are you going? What are you looking for? You already have that which is most important. Do not do. Hái vải tại vườn mọi người nha. Rồi, hãy Linh ăn thử cho mọi người xem. Chúng quả sâu quá này. Có ai đợi một chùm nó nhổ đúng quả sâu. Lại nha. Xé ngát này. Và nhà chồng mọi người ạ. Quay ra đây nè. Quay ra đây. Vị như nào. Thôi đi. Đi. Tha cho nó. Thời điểm yêu thích nhất trong ngày của mình khi ở E Hờ Leo có lẽ là lúc hoàng hôn buông. Mình yêu cái cảnh nắng chiếu tràn ngập căn nhà, cái mùi của bếp củi khi được đốt lên,
khung cảnh thơ mộng từ cửa sổ nhìn ra khi đang rửa rau, hay những buổi chiều tà hôn đèo mình bằng con xe máy đi mua nước mía. Bầu trời lúc ấy cực kỳ đẹp luôn ấy. Mình sẽ nhớ lắm góc giường nơi mình ngủ, bát mì ramen mà mình được nấu cho ăn, và cả tiếng sủa nô đùa của mấy chú chó nữa. Cảm ơn và hẹn sớm gặp lại nhé, e hờ leo ơi. Hello mọi người, mình đã trở về Hà Nội an toàn rồi đây. Chắc những ai đang xem sẽ thấy cái background hôm nay của mình có chút lạ lẫm so với một cái video mà mình thử đăng. Thì cũng hơn nửa năm rồi mình mới ló mặt lại lên YouTube. Và trong suốt quãng thời gian đó, cuộc sống của mình có rất là nhiều chuyển biến mà mình cũng chưa kịp có cơ hội để update với mọi người. Và gần đây thì mình mới đón nhận một sự thay đổi liên quan đến nơi ở. Đó là lý do tại sao mà mọi người có thể thấy cái không gian có chút khác biệt lạ lẫm này. Chắc chắn từ nay về sau thì sẽ được thấy cái khung cảnh này nhiều hơn. Và mình xin phép được bật mí thêm về nơi này lúc đó nhá. Quay lại với chuyến đi của mình thì mình cũng vừa bay từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội tầm nửa tiếng trước thôi. Và cái điều đầu tiên mình cảm nhận sau khi về đây không phải là sự luyến tiếc vì kỳ nghỉ lễ và chuyến đi của mình đã kết thúc, mà nó là bởi vì thời tiết Hà Nội quá là oi bức. Mình mới kiểm tra thì có 30-31 độ thôi, nhưng mà cái 30-31 độ này nó còn oi nóng hơn cả cái nắng 36 độ ở Buôn Ma Thuột nữa. Và mình vẫn đang cố gắng làm quen lại với lại điều này. 6 ngày vừa qua thì đã cho phép mình nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Mình cũng có cơ hội được kết nối với những người bạn bè thân thiết của mình, và lâu lắm rồi mình mới được gặp lại, được trực tiếp chứng kiến cái nơi ở mới và cái hành trình mà họ đang đi. Đó là một điều rất là trân quý. Mình còn được ngắm rất là nhiều cảnh đẹp, được ăn ngon, được gần gũi với thiên nhiên, động vật mỗi ngày, được tắm nắng, và còn vô vàn những cái điều nhỏ nhặt nữa mà mình không thể kể hết, nhưng mà chúng đều góp phần làm mình phấn chấn lên sau một khoảng thời gian áp lực dài, và chúng đã chữa lành mình, chữa lành cho tâm hồn mình rất là nhiều. Biết nói thế thôi. Video đến đây cũng khá là dài rồi, và cảm ơn mọi người đã lắng lại ở đây cùng với mình. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Không nói trước được gì, nhưng mà mình mong là mình có thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người trong thời gian tới đây.